Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 12 tháng 5 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn đang gặp được ngày có tam hợp cục trợ mệnh, cho nên vận trình của bạn tuổi Tý trong hôm nay khá suôn sẻ công việc cũng tiến triển theo đúng kế hoạch dự tính ban đầu tinh thần làm việc phơi phới bản mệnh giải quyết mọi việc trong tâm thế tự tin lạc quan làm việc nhàn hạ suôn sẻ lại thêm trong ngày này đang gặp được ngày có chính quan nhập cục bạn tuổi tý sẽ không còn mất thời gian để tìm hướng đi cho mình nữa công việc hiện tại giúp những chú chuột phát huy được hết khả năng của mình cơ hội thăng tiến cũng rõ ràng hơn Ngày này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp được ngày có Kim Sinh Thủy, với bạn đang có được vận đào hoa vượng, nhân duyên tốt đẹp mang tới cho tuổi Tý những cuộc gặp gỡ nhiều niềm vui. Bạn trẻ trung, hài hòa, biết cách nhập cuộc và gây ấn tượng tốt ngay từ ban đầu. Nhưng nhớ là hãy thể hiện sự nghiêm túc của mình để đối phương tin tưởng nhé. Tử Vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim. Đã đến lúc phải thay đổi hoàn cảnh, công việc không nên chần chờ. Có quý nhân giúp đỡ sự mong cầu về tiền bạc có kết quả chậm nhưng có hiệu quả trong tương lai nên đầu tư hoặc tiến hành kể cả vấn đề tình cảm tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy mọi việc nên có sự chậm chạp phải biết chờ đợi mới tốt không nên có sự đối đầu ngang ngửa khi việc xấu đến cần phải bình tĩnh để giải quyết phía sau của vấn đề còn có nhiều người dòm ngó mưu sự mà mình chưa biết sức khỏe không tốt đề phòng rủi ro sự mong cầu về tiền bạc tài lộc còn chậm có tin xa có người đi xa. Tử vi tuổi mậu tí, thuộc mệnh hỏa. Công việc còn trải qua nhiều khó khăn bận rộn, không nên hấp tấp. Nên có sự tham khảo ý kiến của người khác. Có nhiều áp lực, hoặc ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng nếu bền trí thì sẽ thắng lợi. Cần đề phòng những rủi ro bất chắc liên quan đến sức khỏe, bổn mạng của mình và người thân. Nên thử thời vận. Tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ nếu có tiền bạc thì cũng nên cẩn trọng, vì chỉ đem lại những bất hòa, xích mích về tình cảm, hoặc phải chi dụng vào những việc buồn về đình đám, xe cộ, máy móc, án phí, lệ phí, thuế, đau ốm, sức khỏe, tăng tóc, tai nạn của mình hoặc người thân. Có tin xa, mọi sự sẽ đến hai lần. Chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc. Nếu thấy có sự thuận lợi thì nên tiến hành nhanh không nên để dây dưa, có thể bị phá ngang, bỏ dở. Có cuộc đi ngắn, hoặc nhận được tin. Có tin vui về tâm tình, di chuyển nhiều. Tin tức tốt, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc nhà có đám tiệc. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm. Có tài lộc, ăn uống, quà tặng. Con số may mắn, 13. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lục, trắng. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, tị. Tử vi tuổi sửu. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng, trong ngày đang có sự xuất hiện của thương quan chiếu mệnh, cho nên vận trình ngày hôm nay của người tuổi sửu dự báo sẽ có một số rắc rối xảy đến trong sự nghiệp của con giáp này. Sở dĩ tâm trạng của bản mệnh không ổn phần nhiều là do công việc không được như ý. Và với bạn tuổi sửu ngày này, rất có thể trong lúc sơ ý đã mắc phải sai lầm, khiến cho công việc vốn đang suôn sẻ, trôi chảy bỗng đổ bể, mọi công sức trở nên vô nghĩa nhưng chớ nên vì thế mà ủ rũ bạn vẫn có thể xoay chuyển tình thế bằng cách nhanh chóng tìm ra phương pháp khắc phục vấn đề bù lại ngày này với bạn tuổi sửu lại gặp được ngày có ngũ hành tương sinh báo hiệu cho bạn con đường tình duyên đang có được sự thắm sắc những chú châu có thể lợi dụng cơ hội tốt này để tìm cho mình một người tâm đầu ý hợp cùng chung bước trên chặng đường đời sau này bạn sẽ có những cơ hội gặp gỡ với người khác phái đừng để lỡ định mệnh của mình tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim đi vào chuyện tình cảm hoặc quyết định theo tình cảm là điều không nên chuyện tiền bạc cần phải có sự thẳng thắn thì mới có kết quả nếu có tiệc đình đám được mời thì mình cũng phải có sự hao tốn có tin tức ở xa tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy nên tự trọng và giữ lấy uy tín của mình không nên bực bội cãi nhau khi công việc tình cảm đến không được như ý nếu suy nghĩ kỹ thì cũng không có gì gọi là thiệt thòi sự mập mờ mơ hồ về giao ước hứa hẹn sẽ có kết quả ở tương lai tiền bạc còn chậm, hoặc chỉ là lời hứa. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Nếu có sự hoàn tất kết thúc thì phải nên xem xét lại. Việc gì cũng không nên hấp tấp, vội vàng dù đã có toan tính, sắp xếp, e có sự thiếu sót, hoặc nhận tin can phải làm công việc mới. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có tin của họ. Mọi việc nên từ từ giải quyết, tiến nhanh có hại. Tài lộc dễ hao, hoặc có mà chưa đến phải chi phí trước. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi tân sửu, thuộc mệnh thổ. Làm việc gì cũng không nên hấp tấp vì sự việc luôn luôn đến hai lần. Ngày có nhiều bất an, lo toan, có tin buồn, đình đám, có sự tổn hại hoặc không được như ý về bếp núc ăn uống. Can phải dè dặt khi có lời qua tiếng lại với người trên vì họ đang có chuyện buồn hoặc bị hao tốn. Tử vi tuổi quý sửu, thuộc mệnh mộc. Nếu có sự giúp đỡ của quý nhân thì cũng không nên so đo e ngại sự hao tốn, hoặc những việc nhỏ nhặt. Có sự trở ngại chút ít nhưng cũng phải cố gắng hoàn tất không nên bàn tán chỉ gây thêm rắc rối, phiền toái. Có lộc nhỏ hoặc lộc ăn, quà tặng, tin vui. Đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng hạn kỳ, theo sự hẹn ước. Có tin xa, hoặc gặp gỡ người thân. Con số may mắn, 2, 7. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, tất, mão, hợi. Tử vi tuổi dần. Với bạn tuổi dần trải qua ngày thứ tư này, đang gặp ngày có cục diện ngũ hành dần thân tương xung, điều này cho thấy bạn tuổi dần khó mà tập trung làm việc, hiệu quả công việc giảm đi trông thấy. Đây còn là điểm báo có tranh chấp lợi ích cá nhân. Về phương diện công việc của bạn tuổi dần trong ngày này đang có sự trì trệ, ứ động vì những xung đột mang tính cá nhân. Làm việc nhóm nhưng lại không đặt lợi ích tập thể lên trên, mạnh ai người ấy làm thì sớm muộn gì tập thể ấy cũng tan rã bản thân mỗi thành viên đều không có lợi. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi dần nhờ có thiên ấn chiếu mệnh mà con giáp này trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết với các tình huống xuất hiện trong ngày. Bạn sẽ sớm nhận ra rằng bất kỳ thành công nào đến với bạn đều có sự xuất hiện của trực giác. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Ngày sung của bổn mạng. Nếu có tài lộc thì nên trang trải mọi việc còn tồn động lâu dài. Có quý nhân hoặc bè bạn giúp đỡ trong công việc. Không nên trần chờ lỡ mất cơ hội có tin tức ở xa hoặc người thân đi xa, gặp lại người xưa, nếu cần thay đổi nơi ăn trốn ở, văn phòng thì nên quay về khu vực cũ. Có người nhắc lại chuyện xưa khiến mình cần phải giải quyết. Nên cẩn trọng về sức khỏe, nhà có người đau yếu hoặc gặp chuyện buồn. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Ngày sung của buồn mạng. Ngày bị nhiều áp lực, nên bình tĩnh, có nhiều buôn ba, khó khăn, hoặc gặp chuyện khó giải quyết, mà công việc lại trong tình trạng cấp bách cẩn trọng gặp dễ sự thưa kiện tranh cãi nói ngược sai hẹn không nên giao du kết bạn đi chung sẽ gặp điều bất mãn hao tốn chuyện tình cảm chỉ là sớm nở tối tàn tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ ngày sung của bổn mạng ngày có rất nhiều biến động biến chuyển trong công danh tình cảm tài lộc khiến mình phải rất bận rộn để giải quyết tin tức tốt xấu lẫn lộn nên tìm gặp quý nhân là người khác phái sẽ giúp được cho mình nên cẩn trọng trong việc di chuyển đi lại, sử dụng xe cộ máy móc có rủi ro tai nạn. Không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ gặp rắc rối. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc. Ngày xung của buồn mạng, nếu công việc, hoàn cảnh, tình thế không còn được như ý muốn thì nên thay đổi hoặc đi xa, rời chỗ. Ngày có sự tụ hội đông đảo hoặc có nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Sức khỏe không tốt, tâm tình bất an, nên cẩn trọng khi sử dụng xe cộ, máy móc nuôi súc vật không nên tham vọng quá lớn sẽ có điều hối tiếc. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Làm gì cũng phải đề phòng rủi ro, tai ương, họa hại, bất chắc, hoặc có những việc xảy ra ngoài dự tính. Nên cẩn trọng về bổn mạng khi đi đường, đi xa, sử dụng các vật dụng có liên quan đến lửa, điện. Xúc vật trong nhà không được tốt. Tuy nhiên ngày này thuận lợi cho những người làm các ngành nghề công kỹ nghệ, thầy thuốc, pháp luật. Về tình cảm nên có sự hòa giải, nhường nhịn sẽ đem lại điều lợi. Tài lộc còn chậm, dễ hao. Con số may mắn 48. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường đen vàng. Quý nhân phù trợ, mùi tất hợi. Tử vi tuổi Mão. Vận trình ngày thứ năm này cho thấy với bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh đưa lối dẫn đường, cho nên con đường công danh sự nghiệp thuận buồm xuôi gió bản mệnh được cấp trên đánh giá cao bởi những đóng góp cống hiến của mình đối với công việc bạn không ngần ngại hy sinh lợi ích cá nhân để công việc được hoàn thành tốt đẹp đó sẽ là bước đệm để bạn tuổi mão tiến xa hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình về sau này hôm nay bạn có thể được giao thêm trọng trách cho mình tuy cũng rất áp lực nhưng con giáp này vẫn đặt quyết tâm bạn hiểu rằng tự tin có thể mang tới thêm sức mạnh cho mình trong ngày này cũng có ngũ hành tương khắc và đây là dấu hiệu cho thấy đường tình duyên của con giáp này khá bất ổn bản mệnh đánh mất đi sự hài hòa trong mối quan hệ tình cảm, dễ nảy sinh xung đột với chính người mình yêu. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều biến chuyển mạnh về công danh, tài lộc, việc làm cũng như về tình cảm. Cần phải có sự khôn khéo thì mới tránh khỏi chuyện vào nhanh ra nhanh. Nên hoàn trả những gì đã nợ ở lúc trước để tránh sự buồn phiền trách oán, hoặc hao tốn về mua sắm, giúp đỡ hoặc phải bị phân chia do điều kiện đã được định trước. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa việc rất dễ xảy ra ngoài ý muốn hoặc đảo lộn với những dự tính. Có nhiều việc đến khiến mình phải bỏ giờ công việc hiện tại, và lo toan việc mới. Có tin không tốt ở xa hoặc không làm theo sự đã giao ước. Nếu có cuộc đi chơi xa coi chừng có sự lạc lối, chờ đợi lâu lắc bỏ về nửa chừng. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ. Không nên mưu sự những chuyện lớn lao hoặc lâu dài. Hãy để sự việc tự nhiên đến. Nên hỏi thăm tin tức về công việc cũ e không có kết quả như ý hoặc chưa tiến hành, bỏ giờ nữa chừng. Có người hoặc việc đến mình phải tiếp hoặc phải giải quyết. Thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm ước hẹn, nhưng cũng không nên đi tìm, sự việc sẽ đến. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh Mộc. Có người can sự giúp đỡ hoặc hỏi ý kiến, mời hợp tác đề nghị việc làm mới. Nên mạnh dạn nói lên ý nghĩ của mình về công việc cũng như tình cảm khi được hỏi ý kiến. Ngày có sự hội họp, bàn thảo, nhóm bạn gặp gỡ người thân hoặc có tin tức của họ. Tài lộc tốt có tin không tốt về đồ đạc vật dụng trong nhà hoặc trong công sở can phải tu bổ sửa chữa sức khỏe không tốt hoặc phải bận lo về công việc không nên hấp tấp khi quyết định công việc nên hỏi ý kiến của quý nhân tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim nên di chuyển đi xa giải quyết công việc nên hỏi thăm tin tức về công việc cụ e không có kết quả như ý hoặc chưa tiến hành dở dang bỏ giờ nữa chừng có người hoặc việc đến mình phải tiếp hoặc phải giải quyết thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm ước hẹn nhưng cũng không nên đi tìm, sự việc sẽ đến. Con số may mắn 29. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, tất hợi mùi. Tử vi tuổi thìn xem tử vi cho thấy ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có ngủ hành thân thìn bán hợp điều này giúp người tuổi thìn đang được lợi về con đường tài lộc chuyện kinh doanh buôn bán với bạn rất thuận lợi bản mệnh tìm được người hợp tác đáng tin cậy nhờ thế mà không cần phải lo lắng phía sau hai người hợp lực cùng làm việc thu về lợi nhuận không tồi lại thêm trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh còn mang tới cho con giáp này những nguồn thu khổng lồ việc làm ăn kinh doanh thuận lợi, tuổi thìn thu được lợi nhuận vượt ngoài mức mong chờ. Ngày thổ sinh kim, con giáp này nếu còn độc thân thì có thể nhờ công việc mà tìm được người ưng ý. Bạn đừng quên mở lòng mình và chủ động nắm bắt hạnh phúc hơn nhé, đôi khi vài câu mở lời sẽ giúp ích nhiều lắm đó. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa. Có nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn đến về công danh cũng như về tình cảm. Có tài lộc vào nhanh ra nhanh sức khỏe không tốt ngày có quá nhiều sự bận rộn lo âu gặp quý nhân hoặc bạn bè đến cẩn trọng khi di chuyển hấp tấp vội vàng không có lợi có tin buồn hoặc có tin tức khiến mình phải lo toan đùm bọc tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ nên suy nghĩ kỹ trước khi ăn nói hoặc hành động dễ bị hàm oan thị phi ràng buộc vì lời hứa ngày dễ gặp nhiều rủi ro trắc trở nhưng cũng gặp được quý nhân hoặc có cơ hội sự mong cầu về tin tức chỉ đem lại thất vọng đề phòng bị chơi xấu có tin buồn ở xa gặp lại người xưa tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc không nên để cho tình thế hiện tại trói buộc mình mà hãy mạnh dạn tìm phương cách giải quyết hoặc ra đi tìm phương kế nên suy xét cho cẩn thận về những lời bàn ra tán vào sự việc đến hoàn toàn không dễ dàng nếu có hợp đồng ký kết giao dịch đầu tư thì cẩn trọng về chữ nghĩa sẽ có sự giấu giếm lừa đảo hoặc bị sơ sót lầm lẫn đưa đến bất lợi tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim chuyện công danh tình cảm tài lộc nếu đến thì nên làm ngay khi có lợi thì nên dừng bước không nên kéo dài đề phòng có sự việc xảy ra không như ý hoặc phải có thêm điều kiện nên tránh chuyện thị phi tranh cãi sự lợi lộc có thể đến chậm hoặc chỉ có tin hoặc có quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt hoặc có sự trách oán nếu không như vậy ngày có nhiều sự trắc trở, rủi ro, sức khỏe không tốt hoặc có chuyện buồn. Giới hạn việc đi lại, đề phòng rủi ro. Có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có tài lộc. Con số may mắn, 4, 7. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, tất, dậu, thân. Tử vi tuổi tỵ. Với bạn tuổi tỵ bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng, bạn đang gặp được ngày có ngủ hành tỵ thân nhị hợp, báo hiệu cho bạn tuổi tỵ sẽ có một ngày làm việc hanh thông thuận lợi. Hàng loạt những ý tưởng sáng tạo mới ngập tràn trong đầu, bản mệnh cho ra đời những ý tưởng táo bạo, hứa hẹn sẽ mang về doanh thu lớn cho cả tập thể. Hãy tự tin vào chính sự lựa chọn của mình, sớm muộn gì thành công cũng đến với bạn. Tuy nhiên, trong ngày cũng có sự xuất hiện của tỷ kiên chiếu mệnh, điều này có thể khiến cho bạn tuổi tỵ trở nên cứng nhắc, thiếu linh hoạt trong cách xử lý tình huống. Lẽ ra có thể giải quyết êm xuôi vấn đề bất ngờ nảy sinh trong công việc nhưng chính vì bảo thủ của bạn mà cuối cùng mọi chuyện trở nên tệ hại hơn. Cộng thêm trong ngày cũng đang gặp hòa khắc kim, với bạn tuổi tỵ cũng đang phải gánh chịu những nỗi buồn bởi chuyện tình cảm chẳng được như ý. Người tuổi tỵ không giỏi thể hiện tình cảm nên đôi khi, người ấy giận hờn, trách móc bạn chẳng hiểu người ta tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa ngày khó có tài lộc hoặc việc mong cầu khó có kết quả có sự buồn phiền gặp trắc trở đôi chút không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà quên đi mục đích chính của mình chịu hao tốn một chút mà giữ được lâu dài ngày có nhiều sự việc đến phải xử lý hoặc giao tiếp có cuộc vui nhỏ tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ không nên trần trừ mà hãy ra đi để gặp gỡ mới có lợi sự mong cầu về công danh tài lộc tình cảm sẽ có kết quả tốt nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu có tin xa có sự gặp gỡ bất ngờ giữa mình và người thân bè bạn nhưng lại trái với dự tính tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc có quý nhân giúp đỡ có tài lộc nhưng dễ hao tán vì giao thiệp chi phí các loại có định kỳ đến hạn hoặc phải chia phần cần nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, việc làm dễ gặp chuyện thị phi, lời đồn, hàm oan, hoặc có những tin tức đến mà nội dung có sự trái ngược lẫn nhau, nhất là về mặt tình cảm. Có tin buồn về sức khỏe, bệnh tật, tai nạn, công danh của người thân. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Ngày khó có tài lộc hoặc việc mong cầu khó có kết quả, có sự buồn phiền, gặp trắc trở đôi chút. Không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà quên đi mục đích chính của mình. Chịu hao tốn một chút mà giữ được lâu dài. Ngày có nhiều sự việc đến phải giải quyết hoặc giao tiếp. Có cuộc vui nhỏ. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình, hoặc gặp chuyện thị phi, nói xấu, cãi nhau, có tin buồn. Sức khỏe không tốt, đề phòng rủi ro, tai nạn. Mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường. Bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối, hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính. Không nên nhúng tay vào chuyện công danh, tình cảm của người khác. Con số may mắn, 6, 9. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. Tử vi tuổi ngọ. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, ngày thứ tư này với bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, điều này gây ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ của bạn và khiến các mối quan hệ xã hội không được tốt đẹp trong ngày hôm nay bạn dễ nhận phải sự nghi ngờ của đồng nghiệp hãy dùng thực tế để chứng minh sự trong sạch của mình ngoài ra con đường tài lộc của bạn tuổi ngọ ngày này càng ngày càng xa suốt tiền bạc trong nhà hao hụt do thói quen mua sắm chi tiêu thiếu kiểm soát của những chú ngựa bạn cần phải thay đổi mình ngay đi lại thêm trong ngày cũng có sự xuất hiện của ngũ hành tương xung làm cho đường tình duyên của bạn tuổi ngọ đang gặp phải những ngã rẽ bất an con giáp này không biết phải lựa chọn ra sao để đảm bảo được hạnh phúc mình đang nắm giữ. Người độc thân không muốn tiến tới một mối quan hệ mới nhanh tới vậy khi mà vết thương trong lòng còn chưa lành bởi bạn không muốn tự lừa dối bản thân cũng là lừa dối đối phương. Tử Vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim. Hãy cố gắng tìm hiểu ẩn ý của người cần gặp hoặc của các nguồn tin đến với mình. Nên lắng nghe dư luận ý kiến trong nội bộ sẽ có điều hay khiến cho mình dễ dàng trong việc giải quyết nói tóm là không nên độc đoán và nóng nảy sẽ có kết quả tài lộc trung bình có tin xấu về sức khỏe công danh tình cảm của bè bạn người thân ngày có nhiều lo âu bận rộn kể cả những việc cũ cũng xảy ra khiến mình phải giải quyết tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy nếu có cầu về hôn nhân cũng nên chậm rãi hoặc vì hoàn cảnh tình thế chưa giải quyết được một cách êm xuôi chuyện tình cảm chỉ là thoáng qua không nên mưu tính sự lâu dài người đến với mình chỉ đem lại điều hại hoặc tin xấu tốt hơn nên tự mình đi tìm dễ bị trách oán hàm oan tài lộc không tốt tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nếu có tiền bạc cũng phải chật vật hoặc phải có sự chia chác đền bù chi dụng không nên nhúng tay vào chuyện người hoặc không nên lơ là về công việc dễ bị sự trách oán hiểu lầm hoặc có sự sơ sót khi xử sự không nên nghiêng về một phía sẽ bị nhiều áp lực cẩn trọng trong việc đi lại sử dụng xe cộ máy móc có rủi ro có tin buồn tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ nên cẩn thận trong việc di chuyển sử dụng phương tiện xe cộ máy móc ngày có nhiều biến động thay đổi bất ngờ khiến mình phải lo toan chống đỡ sức khỏe không tốt gia đạo bất an có chuyện buồn tin xấu ngày không nên khởi hành mưu sự chuyện lớn tiền và họa đi đôi tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc đề phòng chuyện thị phi tranh cãi khẩu thiệt nếu có người đến với mình chỉ là người gặp hoạn nạn muốn nhờ vào mình ngày không nên có sự đính ước hẹn ước dễ gặp sự phản bội không nên toan tính trước vì sự việc sẽ xảy ra trái ngược, nhất là trong vấn đề tiền bạc, có sự chi dụng cho công việc ở quá khứ. Có sự bất chắc trong các vấn đề đi đứng, sử dụng xe cộ, máy móc. Con số may mắn, 5, 8. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, cam, hồng. Quý nhân phù trợ, tuất mão, dần. tử vi tuổi mùi vận trình của bạn tuổi mùi bước sang ngày thứ tư này cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh điều này khiến cho công việc hiện tại của bạn có phần trì trệ tất cả là bởi con giáp này chưa đủ tập trung vào việc mình làm nên dễ mắc sai lầm dường như với bạn tuổi mùi trong ngày này đang có những ảo tưởng về năng lực thực sự của bản thân mình những chú dê cứ ngỡ một mình mình có thể hoàn thành được mọi việc trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng không ngờ lại khó khăn hơn bạn nghĩ nhiều và với bạn tuổi mùi đừng ngần ngại nêu ra yêu cầu nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè, đồng nghiệp nhé. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng bắc phía trong nhà bếp và bếp lò. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Mọi việc không nên cưỡng cầu chỉ tự làm khổ mình có quý nhân đến giúp đỡ về mặt làm ăn hoặc có tin tốt về việc làm. Đã đến lúc cần phải thay đổi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính từ lúc trước. Tài lộc đến bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, không nên tiến thêm. Tử Vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy. Tình cảm bình thường, có tin xa, ngày của sự hẹn ước đáo hạn. Sự mong cầu về tài lộc còn xa, chỉ có lộc nhỏ, lộc ăn, quà tặng nhưng vẫn phải chịu hao tốn. Nếu có tổ chức tiệc tùng đình đám, sự việc sẽ kéo dài, không được như ý đã đến lúc có sự thay đổi phương hướng làm ăn hoặc công việc nếu công việc đang trôi chảy và kết quả còn xa thì sẽ bị gián đoạn nữa chừng vì có tin mới sự kiện khác xuất hiện hoặc có khách quý nhân đến cần phải tiếp xúc và giải quyết tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa dù sự việc có khó khăn đến đâu cũng nên cố gắng dàn xếp cho ổn thỏa hoặc làm xong công việc sẽ có kết quả tốt có khách hoặc có tin đến phải tạm dừng công việc phải ra đi để giải quyết tiếp xúc có tài lộc nhưng phải hao tán cho mọi chi phí, nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ, có lộc ăn, quà tặng. Chuyện tình cảm đôi lứa nên chờ một dịp khác, chớ nên quyết định. Tử Vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ. Sự việc có thể đảo lộn không như mình nghĩ, mọi việc không nên cưỡng cầu chỉ tự làm khổ mình, có quý nhân đến giúp đỡ về mặt làm ăn hoặc có tin tốt về việc làm. Đã đến lúc cần phải thay đổi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính từ lúc trước. Tài lộc đến bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, không nên tiến thêm. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc. Có tin ở nơi xa hoặc có cuộc đi ngắn. Có sự thay đổi về hoàn cảnh hiện tại khiến mình phải lo âu, giải quyết tin xấu về hư hại tài sản, tài lộc, sức khỏe, xe cộ, máy móc. Ngày có nhiều sự bận rộn liên tục vì có nhiều tin đến dồn rập. Con số may mắn, 1, 9. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cam. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. tử vi tuổi thân với người tuổi thân bước sang ngày thứ tư này thầy tử vi chỉ ra rằng đây là ngày cực kỳ là may mắn về con đường tài lộc có thể hốt vàng hốt bạc luôn đó trong ngày đang gặp được thiên tài chiếu mệnh chỉ lối dẫn đường chỉ với nghề tay trái cùng chút tài lẻ thôi mà con giáp này thu được không biết bao nhiêu tiền bạc về tay và với bản mệnh tuổi thân là người thông minh lanh lợi làm đâu chắc đó công việc lúc nào cũng hanh thông ổn thỏa hơn nữa những chú khỉ có mục tiêu của riêng mình nên không để cho bản thân ngừng bước khi mà chưa đạt được mục tiêu đặt ra từ trước đó khiến nhiều người rất nể phục trong ngày này cũng đang gặp ngày có kim khí vượng bạn tuổi thân cần chú ý đến sức khỏe của mình kim vượng có thể làm ảnh hưởng đến các chức năng của phổi khiến bản mệnh có thể gặp vấn đề do viêm khí quản viêm họng bệnh về cột sống gân cốt răng cơ bắp nên thường xuyên rèn luyện để nâng cao sức khỏe tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy ngày tuổi của buồn mạng mọi việc đều thay đổi không nên theo đường hướng cũ tiền bạc vào nhanh ra nhanh có quý nhân giúp đỡ giao thiệp với người khác phái bất lợi hoặc mình phải lo toan cho họ cẩn trọng về sức khỏe không được tốt có khách hoặc có tin tức của họ tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của buồn mạng nên từ chối hoặc rút lui nhẹ nhàng những việc không cần thiết mà hãy chú trọng vào những công việc quan trọng nếu có tin tức xấu hoặc có sự trở ngại cũng không nên lùi bước sẽ có kết quả Cẩn trọng chuyện thị phi, ràng buộc vì lời nói. Có tin tức về tình cảm ở xa, nên đi xa, rời chỗ. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của buồn mạng. Không phải một lần giải quyết và ra tay hành động mà kết thúc được vấn đề. Tránh mọi sự cãi cọ, xô sát, hoặc vì nóng tánh mà gặp rủi ro mất đi nhiều tình cảm với người khác. Cuối ngày có tin vui hoặc có sự gặp gỡ. Ngày chỉ nên ngồi yên, việc thế nào thì chỉ làm như thế ấy. Tài lộc kém tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc ngày tuổi của buồn mạng không nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi tin vui đi liền với tin buồn hoặc có nhiều chuyện tin tức đến can phải lo toan tính toán có người đến mời hợp tác hoặc hỏi ý kiến tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim hãy mạnh dạn đi xa để giải quyết công việc không nên tránh né mọi việc nên dùng tình cảm sẽ có sự thuận lợi không nên để ý đến những sự kích bác hoặc những chuyện phiền lòng có tin tức ở xa, hoặc có cuộc đi, di chuyển. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hội họp, đình đám. Có tài lộc hoặc có chuyện vui. Con số may mắn, 4, 8. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. Tử vi tuổi dậu xem tử vi ngày thứ tư này cho chúng ta thấy là bạn tuổi dậu đang gặp được ngày có chính tài nhập cục nhờ thế mà vận trình tài lộc của bạn tuổi dậu trong hôm nay khá ổn định. Bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính. Bạn là người giỏi tính toán lại phóng khoáng, không chi li tằn tiện nên càng phát lộc, trung hưởng với những người mà mình cùng hợp tác. Trong ngày này với bạn tuổi dậu hoàn toàn có thể mua sắm mọi thứ theo ý thích của mình. Tuy nhiên, bạn cũng nên kiểm soát thu chi hợp lý, đừng vì có tiền dùng rỉnh mà tiêu xài hoang phí kẻo đến lúc lâm vào cảnh túng quẫn nhé. Xem tử vi ngày tốt xấu cho thấy, hôm nay là ngày tốt về cầu tài lộc, ký kết hợp đồng, yến tiệc, tuy nhiên trong ngày cũng nên tránh những việc như kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Bản mệnh nên chú ý điều này để tiến hành mọi việc thêm phần thuận lợi. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Không nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi tin vui đi liền với tin buồn hoặc có nhiều chuyện tin tức đến cần phải lo toan tính toán có người đến mời hợp tác hoặc hỏi ý kiến tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa mọi việc còn lâu dài chưa phải là đến lúc kết thúc nhưng cũng phải tiến hành cho nhanh hoặc nên cố gắng tìm ra giải pháp mới tài lộc chỉ hé mở chưa phải là lúc tính chuyện lớn lao cần phải cố gắng thêm nữa để khỏi phụ lòng người cơ hội đã giúp đỡ mình có quý nhân bè bạn người thân đến nên nhu thuận với mọi người tránh mọi sự thị phi tranh cãi tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ. Nên cẩn trọng có những tình huống xảy ra không tốt, gặp trắc trở, hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Tuy nhiên nếu có người đề nghị việc gì thì nên chấp thuận, không có hại, tình cảm tốt. Thuận lợi cho việc đi xa, dọn dẹp, thu xếp công việc. Chỉ nên nói chuyện ở chỗ riêng tư, vì sẽ có người dòm ngó hoặc châm chích. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, cần phải kiên nhẫn chờ đợi không nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi tin vui đi liền với tin buồn hoặc có nhiều chuyện tin tức đến cần phải lo toan tính toán có người đến mời hợp tác hoặc hỏi ý kiến tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nên cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển có tài lộc hoặc chuyện vui quà tặng ăn uống không nên có sự xích mích cãi nhau khi có bất đồng quan điểm có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tiệc tùng đình đám có tin xấu về sức khỏe, buồn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Con số may mắn, 6, 7. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, vàng. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. Tử vi tuổi tuất vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tuất thầy tử vi chỉ ra rằng trong ngày đang gặp được ngày thân tuất tương hội bạn tuổi tuất đang có được cục diện này che chở nên chuyện làm ăn kinh doanh vô cùng thuận lợi tuy đôi lúc có phần vất vả không tránh được những gian nan nhưng nhờ vậy mà lợi nhuận thu về cũng không tồi ngày này với bạn tuổi tuất cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh còn giúp cho tình hình tài chính của bạn tuổi tuất thêm phần vững mạnh nguồn thu chính được củng cố bên cạnh đó nguồn thu ngoài luồng cũng muôn phần sinh động đây là thời điểm lý tưởng để bản mệnh tiến hành đầu tư lớn ngày này tử vi cũng cho thấy chuyện tình cảm của con giáp này cũng khá lý tưởng nhờ ngũ hành tương sinh vượng vận khí nếu còn độc thân bạn nên chủ động mở rộng mạng lưới xã giao những chuyện đã xảy ra hãy để nói phai nhạt theo thời gian đẩy nó vào quá khứ hãy sống với thực tại để có được niềm hạnh phúc trọn vẹn tử vi tuổi giáp tất thuộc mệnh hỏa có quý nhân giúp đỡ có sự thay đổi trong đường hướng làm ăn công việc đi xa có tin tức tốt về tình cảm ở nơi xa hoặc gặp gỡ bè bạn người thân có người đi xa tài lộc tốt tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ việc gì cũng phải đi trước một bước kẻo lỡ việc chớ nên để sự việc đã xảy ra rồi mới lên tiếng không nên chờ đợi mà hãy ra đi để giải quyết hoặc gặp người cần gặp về lời ăn tiếng nói giấy tờ phải có sự khéo léo và không nên khẳng định không thành công có tài lộc Tử vi tuổi mậu tất thuộc mệnh mộc. Hãy mạnh dạn ra đi để gặp gỡ, giải quyết công việc. Nếu là chuyện tình cảm cũng nên đến gặp vì họ đang cần mình dù không có lợi gì. Không nên khơi lại chuyện cũ chỉ gây thêm phiền lòng. Chớ để người khác níu kéo mình về tiền bạc. Có tài lộc, có tin vui buồn lẫn lộn. Tử vi tuổi canh tất thuộc mệnh kim. Nếu thấy việc trước mắt có lợi nhưng cũng nên đề phòng rủi ro hoặc có người dòm ngó gây sự cản trở cho mình có sự thay đổi công danh, chức vụ, phương hướng làm ăn, hoặc nghe tin về chuyện này. Nên cẩn trọng trong mọi hành động, đi lại, di chuyển dễ gặp rủi ro, tai nạn, có tin buồn. Tài lộc chậm chạp, hoặc có mà phải chia phần, chi phí, cầm tiền của người khác. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Việc dù tốt đẹp đến mấy cũng phải đề phòng bất chắc. Công việc cần phải có nhiều người giúp, có sự hội họp, bàn thảo các vấn đề gặp sự trắc trở trên phương diện kỹ thuật máy móc. Nói chung là mọi việc đều phải thay đổi nhà có đông người, ngày của tài lộc đáo hạn, định ký. Có chuyện bực mình, hoặc có tin buồn trong gia đạo. Con số may mắn, 4, 7. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. Tử vi tuổi hợi với bạn tuổi hợi bước sang ngày thứ này do chịu ảnh hưởng cục diện thân hợi tương hại điều này làm cho công việc của người tuổi hợi gặp không ít trở ngại trong thời gian làm việc nhưng bạn lại không tránh được việc lo liệu chuyện bao đồng chính điều này khiến bạn có thể bị khiển trách không nhẹ lại thêm trong ngày có sự xuất hiện của thiên quan chiếu mệnh còn nhắc nhở tuổi hợi hôm nay cần phải bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc tiểu nhân đang tìm cơ hội để quật ngã bạn vì thế dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng nóng nảy mà đánh mất lý trí ngũ hành tương sinh mang tới cho bạn tuổi hợi đang có được sự may mắn ngày này vợ chồng tình cảm có được sự hài hòa không còn những khúc mắc như trước đó bạn và người ấy đã hiểu hơn về nhau thông cảm cho nhau những lúc khó khăn còn gì hạnh phúc hơn khi cuộc đời này bên ta luôn có một người tri kỷ như vậy tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều công việc hoặc có tin tức đến bận rộn khiến phải lo toan hoặc phải giao tiếp công việc dễ có sự bỏ dở phá ngang hoặc có sự thiếu sót gặp trở ngại có quý nhân giúp đỡ hoặc đến bàn chuyện có lợi cho mình tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ cứ hết lòng với công việc chuyện tiền bạc tài lộc sẽ đến ở một ngày khác chuyện tình cảm chớ nên nghĩ ngợi sẽ có người hiểu mình tình cảm tốt ngày có sự ước hẹn đính ước hội họp tiệc tùng có lợi nhỏ tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc tình cảm vui vẻ có tin xa ngày có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn quả cáp dự tiệc việc làm gặp quý nhân hoặc công việc dễ dãi thuận lợi có cuộc đi ngắn hoặc có sự sửa chữa tu bổ mua sắm về đồ đạc chuyện tình cảm không nên đặt nặng vào một người hay một công việc có sự trách oán có người không đồng ý về chuyện làm của mình tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim ngày có nhiều công việc hoặc có tin tức đến bận rộn khiến phải lo toan hoặc phải giao tiếp dù công việc dễ bị bỏ dở hoặc có sự thiếu sót gặp trở ngại cũng nên cố gắng hoàn tất rồi mới bàn tính đến việc khác có quý nhân giúp đỡ hoặc đến bàn chuyện có lợi cho mình. Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Có sự gặp gỡ và hao tốn về giao thiệp. Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở, khó khăn cho công việc can thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, có tài lộc hoặc có quà tặng, ăn uống. Con số may mắn, 6, 8. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường trắng, bạc. Quý nhân phù trợ tí, sửu, mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.